Rồi, bây giờ mình nghĩ dành cho em cả một tay với Hà Quang sẽ có hồ bài người vùng cao là thế của anh em pháo đúng không ạ? Rồi, rượu đâu rồi, uống đấy ạ? Rượu đây là cán bộ ơi. Đây, rượu đây rồi. Xuống chợ đi xuống núi, xuống chợ hôm vợ vẫn vợ theo. Uống cho vợ này, uống cho con, uống cho chân này, uống cho tay. Chồng uống vợ say, người uống vợ say. Xuống chợ ăn thằng cô, xuống chợ uống rượu mô. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền này hút lên cao. Nào hay lại đây, trời đất cuồng quay. Bát nữa lại bát tay. Uống đi thương đi nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống mà uống là phải. Nhà mình uống rượu nha. Đồ nào, rượu đâu, bia đâu, uống thôi. Anh ơi cho em hỏi cái hát nghe có ổn không ạ? Dạ. Ôi, chào. Cả nhà một trong mặt nữa đó. Còn là lo ở dưới lo trên này cháy rồi. Rồi xin chia buồn với nhà xe. Cảm ơn hướng dẫn viên du lịch rất là đáng yêu này. Hey, đẹp trai vất vả về đường công danh. Hai hiện tại là đang làm hướng dẫn viên du lịch từ mọi miền của Tổ quốc cả nhà nhá. Với mọi miền Tổ quốc là xin cảm ơn anh em Báo. Ngoài vùng Đông Bắc Hà Giang ra thì cứ lên vùng núi miền cao về với bà con văn hóa người Mông thì chén rượu và bát rượu ngô không thể thiếu. Đó chính là một bài hát vô cùng tuyệt vời mà anh em Báo đã sáng tác để cho anh em hướng dẫn viên có thêm được những động lực. Là một thứ hai á, đó chính là cái nguồn chính, đó chính là các cái tài liệu nhỏ, những cái chút tài liệu mà anh cùng với anh em ở trên Hà Giang vùng cao
tìm hiểu về văn hóa đồng bào bà con để đưa ra những cái vẻ đẹp đó để giới thiệu với bạn bè du khách khi lên lên biển cao. Cũng giống như chúng ta ra với biển thì không thể thiếu được những bài hát về biển đúng không ạ? Họ xin phép được giới thiệu mình một bài hát về biển và anh em báo hát về biển bài hát nhỉ? Tổ quốc gọi tên mình. À, tổ quốc gọi tên mình nhỉ? Đây có cả anh A Trường. A Trường. Để nhà thế mới gọi anh A Trường lên. Rồi A Trường, A Trường lên. Vâng, một tròn một tay dài cho anh mình nhé. Vùng biển đảo Việt Nam thiêng liêng của tổ quốc. Đây cả nhà A Trường đây. Ca khúc của quốc gọi tên mình. Đây hai anh em song ca luôn. Dạ vâng, mùa xuân thì hoa đào, mà trước khi hát thì em cũng xin chào các bác một câu ạ. Vâng, vừa rồi được nghe báo hát ca khúc về vùng cao. Người vùng cao là thế, nhưng mà người của nhà Tàu cũng thế. Ở vùng nào cũng phải phê phê. Vâng, thưa toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn, uống rượu vào thì hay buồn nôn, sau đây xin phép hội hôn được bắt đầu. Wow, giời ơi, cố gắng em xin đám cưới ở đây luôn. Vâng, anh Trường chưa là làm đám cưới cho nên là em xin rất là tốt cả nhà, yên tâm. Dạ vâng, chúng ta thì ở Ba Vì cho nên là hôm qua chúng ta đi đỉnh núi Ba Vì gặp thằng Tây nó đen xì xì, nó cho A Báo mở bánh mì, A Báo cũng ăn nó cười nhì nhì. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển lên vườn quốc gia Cát Bà. Và ở đây thì trên này có rất nhiều các bà. Các bà thì thích đi cửa ông, mà các ông thì lại thích đi cửa bà. Trăng lưới của bầy, tôi đã nghe tổ quốc gọi tên mình. Bóng tiếng sóng xưa xa, hoàng sa rồi qua bình đa. Sóng cuồn cuộn lên sang tình đất nước, một đất biển cắn rời, vạn vật đất đứng lơ. Trước khi xuống xe, quý đoàn kiểm tra thật kỹ phí tiền điện thoại, ô dù nón ở ngoài có thể là nó hơi nắng một chút, nên là chúng ta bôi kem chống nắng thì tranh thủ vui nha. Rồi xin mời ạ, tập trung xuống đây ạ.